xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. vâng à, kính thưa quý vị, hồi à, cách đây mấy ngày thì mình có làm một cái video nói về à, Việt kêu có nên à, về Việt Nam mua nhà hay không, tàu nhà, tàu xe hơi này khi nào vân vân. À, lúc mà trên đường mình đi làm á, à, mình ngẫu hứng thì mình làm cái video đó, thì cũng có à, những cái à, bình luận à, phản ứng thì à, cũng có cái à, tích cực thì cũng cái à, tiêu cực. À, cũng đâu đó cũng có một hai cái, cái tiêu cực <laughs> không biết à, các bạn coi có hiểu hết ý của mình nói hay không hay các bạn à, có nhiều người đó anh hùng bằng phím chỉ coi chỉ có à, được một chút xíu hai ba phút à, là nhảy vào bình luận liền và không có coi hết cái cái final cái cuối cùng người ta nói cái gì coi như, cho nên à, mình thấy những lời bình luận tiêu cực như là à, dùng những câu đó mày à, là gì kiều À, mày có giúp đỡ người tổ quốc này cái loại chưa Ủa nghe mình thấy nó lạ lạ liền à cái câu đầu tiên vô là thế là mày tao là mình thấy là là cái văn hóa à, như thế nào rồi để ra mấy cái bình luận đó mình mình xóa mình không có để nè nó nó để cho trong cái vườn nhà của mình nó sạch sẽ hơn một chút xíu các bạn bình luận cái gì các bạn phải nghe kỹ người ta nghe từ đầu đến đuôi người ta nói cái gì đôi lúc người ta đặt ra một câu hỏi rồi câu trả lời người ta sẽ để phía sau cho mình à, cái cái nội dung của người ta đâu phải là như vậy mà các bạn lại vô là sướng xa sướng sải là vô là cái người ta không à có nhiều người lạ lùng vậy á thật ra um, tôi đã hỏi nhiều người và mình cũng nghe rút từ cái kinh nghiệm bản thân của mình thôi có nên mua nhà ở Việt Nam hay không nếu như các bạn mua nhà ở Việt Nam ha uh, ở mé ngoài thành phố á, bây giờ khoảng cỡ cũng cỡ là năm bảy tỷ À, còn ở trong thành phố từ các quận năm bảy tỷ thì không có nên là các bạn mua không nổi đâu trừ ra mua trong cái hẻm nhỏ nào nhà chút xíu chút xíu thôi thì được cái giá đó chứ mà năm bảy tỷ mà nhà được được uh, bề ngang 4 mét bề dài uh, 12 13 mét chắc không có rồi nếu mà ở tại các quận đó các bạn ha tại mình cũng thấy thường lên youtube mình coi uh, buôn bán nhà cửa ở Việt Nam như thế nào mình theo dõi còn mà nhà mà ngon ngon á, thì cũng khoảng cỡ 10 tỷ mười mấy tỷ đó đại khái là gì nhưng mà có xứng đáng là mình cầm một số tiền à, mười mấy tỷ mình mua nhà ở việt nam không thí dụ các bạn có lấy con số 10 tỷ thôi với lại mình tính cho nó gọn gàng là 500 ngàn đi mình đừng đừng tính số lẻ một đô là à, bây giờ là 24 25 ngàn đừng tính vậy mình tính cứ, nó, nó để cho chúng ta dễ hiểu với nhau đó, ha bây giờ 10 tỷ đi là 500 ngàn tôi nói thí dụ đi nha à, các bạn có cầm tiền về Việt Nam mua nhà không Tôi coi tra trên Google và luật lệ Việt Nam mua nhà Việt Nam nó rất là phức tạp họ nói những cái luật lệ được mua nhà được đứng tên đất Việt Nam nói một hồi đọc hồi mình tẩu quả nhập ma luôn các bạn nếu mà không tin thì các bạn cứ vào Google và các bạn họ đánh tìm hiểu rằng Việt Kiều có được mua đứng tên nhà số hồng số đỏ ở Việt Nam hay không thì các bạn sẽ đọc những cái 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 luật ở trên đó thì các bạn thấy luật lệ của Việt Nam về mua nhà người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam hoặc là mua đất đai ở Việt Nam thì các bạn đọc ủng hồ đi. Bác bạn đọc một trang thì không nói gì, các bạn mà đọc hai ba trang một hồi, rồi tìm hiểu thêm nó là một hồi nó rối não luôn á. nó giống như mê cung trận nha. Thì thôi tốt nhất là không nên mua. Và cũng không có để cho ai đứng tên vì cái hệ lụy người khác đứng tên xảy ra rất nhiều mình mất trắng cả tiền bạc mất trắng cả tình thân mất hết luôn nữa ừ bạn bè tôi nhiều người mua tàu cá việt nam rồi mua nhà việt nam mua những giải trọ khách sạn việt nam người này làm này làm kia nọ mà vốn liếng là họ tích lũy đi làm có người mười mấy năm có người mấy chục năm rồi bỗng chốc một ngày tay trắng hết vì ở bên kia họ không thèm liên lạc bên đây từ bên đây bay về việt nam gặp những người đó người ta không thèm tiếp người ta đuổi ra khỏi nhà luôn uhm và tình anh em mất tình bạn bè tình anh rể em vợ gì mất hết chân luôn à, là nhờ người việt nam đứng tên đó, tại vì người việt nam đứng tên thì nó dễ dàng hơn khi mà mình mua nhà thì họ nói ngon nó ngọt lắm mình giúp đỡ họ mua tàu đánh cá thì dễ ngon nói ngon nó ngọt lắm như người bạn của tôi à, trút bao nhiêu tiền làm ăn ở bên đây về việt nam cho em ruột rồi em rể À, xây dựng cơ ngơi rồi tàu đánh cá này kia nọ rồi à, đi với nhau ha người có công người có của bỏ tiền bên đây về, về bển cho bên việt nam mua tàu cá đánh cá này kia nọ rồi chia phần trăm với nhau Đó. rồi một ngày đẹp trời như thế nào là không biết nữa rồi à, cậu em rể này nổi chứng lên và cô em gái ruột nổi chứng lên không liên lạc và không gửi tiền lời tiền vốn qua rồi bắt đầu ở bên đây về thư kiện thư cái gì làm sao mà thắng nổi người ta nhà người ta đứng tên tiền của gửi về thí dụ mà chúng ta gửi chính gửi qua đường hợp pháp đi thì đâu ít lắm mà gửi đường mà cái kiểu mà gửi chạy đen thì rất là nhiều à, mà gửi về á lúc đó mình cũng đâu có ghi là cái gì đâu mình đâu có ghi là làm ăn hay là cái này kia nọ đâu nếu mà ra tòa nó nói cái này đó ổng gửi ổng cho tôi à, hoặc là nói ở đó ổng chưa đi vượt biên ổng thiếu nợ tôi à, hồi lúc nào ổng thiếu nợ tôi rồi rồi bây giờ ổng trả làm gì được nhau chẳng có làm gì được nhau nhưng á à, cười trừ vậy làm gì và có nhiều trường hợp lắm à, mà hôm nay thì mình mình nói tới vấn đề tại sao à, đối với nhiều người thì họ mua à, nhưng mà đối với tôi thì à, chắc tôi không mua ở nhà Việt Nam đâu Tôi lấy con số ra cũng vẫn là 10 tỷ đi ha, là 500 ngàn đi. À, thì à, thà tôi đi về Việt Nam, tôi muốn nhà tôi ở, muốn chung cư tôi ở. Tại vì một năm tôi về bên, nếu mà nói về hưu á, thì tôi có thể ở Việt Nam khoảng 3 tháng, 4 tháng, 1 năm. À, trong vòng một năm tôi ở 3 tháng à, tránh cái cái, cái lạnh bên đây. À, từ à, tháng 11, tháng 11, tháng 12, à, tháng 1 nè, 3 tháng. Ê, hoặc là tháng 12 nếu mà ở chơi Tết bởi thì mình đi tháng 10 uh, cuối tháng 12 mình đi. Tôi nói Tết Tây ấy nha. Cuối tháng 12, tháng 1, tháng 2 đó rồi bắt đầu tháng 3 qua bên đây lại là là ok rồi bắt tháng 3 bên đây bắt đầu uh, uh, vào xuân lại rồi. Trời bắt đầu nó mát mẻ ấm áp lại. Ừ. Tôi uh, mướn nhà bên Việt Nam thí dụ uh, tôi cho rằng 1 uh, một tháng là 1.000 đi, một tháng 1.000 một đô. À, uh, thì một năm như vậy đó là khoảng cỡ 12 ngàn ừ, 12 ngàn để mướn nhà ở khi à, à mà tôi, tôi, đã nói rồi mình đâu có ở nguyên một năm đâu mình ở có bóng tháng à, à về bển mình kiếm à, mấy cái nhà nào hay là khách sạn mình ở vậy thôi mình ở lâu dài khách sạn họ cũng tính tiền rẻ hơn nữa nha thì à, mấy mình đã bỏ mình chỉ bỏ có mấy ngàn đô một năm để mướn nhà mướn này mướn nhà hay là mướn khách sạn ở thôi nhưng mà mình dư lại là bốn trăm mấy chục ngàn tôi đầu tư vào vấn đề khác ừ. thế dụ ở bên đây anh nói mà cho vui chơi đó ha thì tiệm neo nhỏ nhỏ từ mấy chục cho tới trăm ngàn tiệm neo mà vừa vừa phải thì từ hai trăm ngàn à, từ 100 ngàn cho tới 200 ngàn à, Còn mà tiệm nail mà bự ngon lành thì à, với tính tiền bằng con số thì mình không biết được Nhiều khi mấy trăm ngàn, nhiều khi mấy triệu bạc lên Nhưng mà để mua một tiệm nail, tiệm tóc hay cái gì nó nhỏ nhỏ khoảng 1-200 ngàn là dưới rồi đó không các bạn? Ừ, đó nếu mà nếu mà nói tôi có 500 ngàn là 10 tỷ á, thì tôi sẽ làm như vậy à, Ở đây tôi đầu tư bên đây à, để mình có cái 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 số tiền trong khi mà mình đi chơi vẫn có tiền làm ra ừ. nhất là cái nói về cái làm neo thì nó đơn giản à. làm chủ của tiệm neo cũng rất cũng đơn giản nữa tôi không có nói về phức tạp với vấn đề mà khai thuế hay điều hành thì cái nào mình đừng có nói vấn đề đó mình chỉ nói là vấn đề bữa nay mình chỉ nói vấn đề là cái mua nhà Việt Nam và cái lợi cái hại mà thôi còn một số tiền nếu mà theo tôi thì tôi làm như vậy còn các bạn thì có thể các bạn làm khác à, còn thí à, dụ các bạn bỏ ra 100 200 ngàn mua cái tiệm neo à, còn 100 200 ngàn 100 ngàn nữa thì các bạn có thể đầu tư vào chứng khoán những cái loại chứng khoán mà nó 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 chắc ăn á ừ. chẳng hạn như là Costco nè Amazon nè Tesla nè à, những những cái thằng nào mà nó bự mà nó 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 không có bị ảnh hưởng nhiều á. Đó. Nhưng mà các bạn đừng có đầu tư vô một chỗ, các bạn đầu tư vô phải nhiều chỗ. Thí dụ các bạn có 100 000 ngàn, thì các bạn phải mua khoảng cỡ 5 thằng, 6 thằng trở lên để thằng này còn kia này xuống thằng kia lên, nó đại khái là như vậy. Và mình cũng đừng có ham ăn nhiều. Đó, thà là mình chảy nước miếng còn hơn là chảy nước mắt. Lời chút đỉnh bán, xong xuôi đợi nó xuống rồi mua lại nói thì dễ lắm thì nhưng mà mình phải cũng có cái ánh mắt nhìn nữa à, có nhiều cái mà khi mình có tiền là có nhiều cái thứ đầu tư khác nữa đó các bạn ha chứ à, nếu mà lấy 500 ngàn là 10 tỷ về Việt Nam mình mua căn nhà rồi mất hết 10 tỷ bạc uhm, mất cũng 10 tỷ bạc và mua nhà rồi mình phải uh, thấy khe nó nữa mình phải uh, chăm chút cho cái này cái kia cái nọ nữa chứ phải mua nhà xong xuôi là ở đâu à. <laughs> mà các bạn có yên tâm mà khi mà các bạn ở bên uh, bên Việt Nam có 3 tháng rồi các bạn về bên Mỹ này uh, 9 tháng không để người khác ở bà con mình ở các bạn cũng đâu có yên tâm đâu nói trường hợp mà có những người thân hay là những người mình đáng tin tưởng mà đàng hoàng giữ căn nhà cho mình mà không bao giờ họ có ý tham này kia không phải là không có tôi cũng không phải đánh đồng gì đâu không phải gom được cái nắm đâu nhưng mà một trăm vụ một ngàn luôn á một ngàn cái, cái, trường hợp vậy thì chỉ có một trường hợp thôi à. Còn 999 trường hợp là mình cứ hợp phòng lo sợ Ngày nào ngủ cũng thức dậy cũng hợp phòng lo sợ Không biết căn nhà ngày mai còn là căn nhà của mình hay không Hay là nó đã uh, trôi theo dòng đời về tay người khác rồi uh, Hoặc là về tới nơi rồi không biết có ai mở cửa cho mình không nữa Cái chuyện nói chuyện rất là um, tất nhiên lắm um, Tại vì tiền bạc mà uh, Tiền bạc mà uh, hiện kim nhiều quá thì uh, con người nó sinh lòng tham cái tham sân si á, thì à, mỗi thì có người phải có rồi nhiều khi á, người ta không có tham mà tự mình người ta đã, đang cuộc sống thật thà người ta đi làm à, kiếm ngày hai bữa cơm sống bình thường cũng tại vì mình kêu người ta đứng tên nhà người ta mới trỗi lòng tham người ta mới là à, làm cho người ta phạm tội Đấy, cũng chính bản thân của mình nữa tạo cho người ta tham lam chứ còn mà nếu mà à, các bạn thấy mua nhà Việt Nam mà để tên người khác đứng á, không phải mình á, sống hồi hộp lắm, sống nó à, mình mình cứ lo âu thấp thỏm hoài không các bạn ha, uhm. chỉ cần mà bên kia gọi chừng hai ba cú phone mà bên kia không nhắc phone lên là các bạn thấy là các bạn hồi hộp rồi. <laughs> Nhưng nói gì nói à, tôi thấy cũng có một số người thì họ đi về Việt Nam à, không phải là ở Sài Gòn mà họ ngày xưa là họ ở à, An Giang Bạc Liêu Tiền Giang Cái Bè Vĩnh Long đó rồi họ trở về đó họ cũng mua đất rồi à, mà không biết nếu mà họ mới đi đây á thì ok tại vì họ vẫn còn mang sông tịch à, quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Mỹ luôn nữa đó họ mang song tịch họ trở về Việt Nam cái có nhiều người cái passport Việt Nam họ còn chưa bỏ luôn nữa mà cho nên họ vợ trở về Việt Nam thì thì họ mua nhà mua đất thì tôi có tôi có thấy tôi có thấy một hai cái YouTube họ lên họ nói họ mua đất họ sinh sống rất là an nhàn thì cũng da yeah, thì cũng có thể à, mình ở đây thì mình không có so sánh cuộc sống Mỹ và cuộc sống Việt Nam bên nào nó cũng có cái tốt và bên nào nó cũng có cái xấu các bạn không? cũng như ở bên uh, mỹ này nói về bảo hiểm sức khỏe mà các bạn uh, uh, bệnh nặng bệnh này kia nọ đi không có tiền bạc nên nhà nghèo đi ở việt nam mới 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 là lo ở bên mỹ thì không cần lo vô trong đó thì có bảo hiểm nhà nước lo hết ừ, nếu mà, mà mình thuộc diện nghèo ừ. cái gì mà nhà nước cũng lo chừng <laughs> còn ở việt nam thì chưa chắc nha à, ở việt nam thì chưa chắc <laughs> có Việt Nam thì được cái là khí hậu tốt mình vui vẻ cuộc sống thoải mái bên Mỹ này thì không có đường gì sáng là tất bật à, chiều thì cũng tất bật để lo cho cuộc sống mưu sinh ngày mai à, nói ra một hồi nữa đi lạc đề đi mình đang nói là vấn đề mà mua nhà ở Việt Nam với mua nhà ở bên Mỹ này với <laughs> ừ. hơn nữa như thế này đi à, mua nhà mình thí dụ mình có 500 ngàn à, ở uh, tôi biết uh, ở cái chỗ thành phố của tôi đang ở á, thì giá nhà từ uh, 500 uh, cho tới 700 là căn nhà cũng ok lắm rồi. Và khi mình đặt cọc con nhà uh, thì cũng không có nhiều. Mình đặt cọc xuống chừng một 200 trăm ngàn là ok rồi, rồi mình trả 30%. Trăm. Trong khi đó thì uh, trong thời gian đó mình uh, cũng có thể cho người ta mướn nhà. Uhm. Để uh, kiếm tiền uh, hàng tháng các bạn ừ. Hoặc là Tại vì chỗ của tôi ở á, là Nó thuộc thủ phủ của California Là Sacramento Nhà, Giá nhà à, nó rẻ rẻ lắm Nó chỉ bằng phân nửa của giá nhà Của San Jose Của quận Cam là Los Angeles á, Hay hoặc là San Francisco, San Diego thôi Nó chỉ bằng phân nửa thôi Nhiều khi không tới phân nửa nữa Giá, giá nhà rất là rẻ ừ. 500 ngàn theo tôi, tôi cầm 500 ngàn thì tôi mua căn nhà nào mà cũ, nhà mấy chục năm về trước Tôi mua khoảng cỡ 300 ngàn thôi Mà tôi trả đứt một cái hết Rồi bắt đầu mình sửa sang Mà ít không mình làm gì Mình sửa sang, sơn phết lại, sửa sang, kêu người tới sửa sang căn nhà đó Xong rồi mình cho mướn Thì mình lấy cái tiền mà cho mướn hàng tháng Thì mình sống cũng được Tại vì bây giờ tôi thấy để coi nhà ở bên ở chỗ tại chỗ này nè các bạn ha bây giờ nhà nào cho mướn cũng phạt từ 2.000 đô trở lên ừ, 3 phòng 4 phòng gì lật báo tôi coi toàn là từ 2.000 trở lên không à 3 phòng cũng vậy mà 4 phòng cũng vậy 4 phòng thì nhà cửa mới mới thì nhiều khi cái nhiều cái nhà người ta kêu gần 3 000 để mướn nhà ở đó. Thì cho nên mình mua cái nhà cũ cũ rồi à, mình chịu khó mình sửa chữa sơn phết lại rồi mình cho mướn cũng được còn hơn là đem về việt nam mà mình mua nhà việt nam mình không đứng tên được còn mua nhà đây mình đứng tên được Đúng không đó theo tôi là như vậy còn các bạn thì có thể là các bạn suy nghĩ cái khác và các bạn đem số tiền đó các bạn về mua đất để đây chờ đất lên hoặc là các bạn à, về việt nam làm ăn nhưng mà thì à, <laughs> ở Việt Nam mà ăn phải biết người này người kia người nọ biết chạy giấy tờ tại vì thủ tục hành chính mà hành là chính á chứ không phải dễ làm ăn đâu các bạn thấy những người mà làm ăn nhỏ 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 mở quán nhậu mở nhà hàng mở này kia nọ đó sửa xe này kia nọ các bạn đi tìm thông tin thử coi 10 người là thất bại 9 người tại vì thủ tục hành chính rồi các bạn phải quen biết nữa chứ không phải là ấy đâu chẳng những vậy rồi phải tiền hàng tháng cho người này người kia người nọ nữa các bạn nói gì là các bạn đủ hiểu rồi sống ở đâu thì họ có cái luật lệ riêng mình sống ở mỹ này thì mình cũng có cái luật lệ riêng của mình đại khái là như vậy mấy cái nhà cũ mình mua đó các bạn ở mỹ cái nhà cũ nha thì cái nhà nó nó nhỏ à, nhưng mà đất đai nó rộng lắm nha Ủa đằng sau đất rộng kinh khủng lắm còn nhà mới bây giờ đất chút xíu à nhiều khi chỉ bằng đất ngoài sau người ta gọi là bét gia đó nó chỉ bằng phân nửa đất của cái nhà cũ thôi hoặc là một phần ba thôi có một thời gian chính phủ cho người việt ở đây không phải người việt cho nhiều người mà đất đai ở bằng sao người ta đó sau vườn đại, đại khái đất ngoài sao nhà người ta nó rộng lớn chính phủ cho họ cất nhà ở đó và người việt nam mình cũng đã đã là đã cắt nhà để cho mướn ấy chứ Cắt cái nhà lên một phòng hoặc hai phòng vậy đó Nhà nhỏ nhỏ thôi à, Có đầy đủ hết Phòng tắm, phòng vệ sinh Nhà nhỏ nhỏ rồi cho người ta mướn Ngàn mấy tháng ấy, đâu có ít đâu à, Hôm nay thì mình chỉ Trò chuyện về cái tiếp theo câu chuyện Mà Việt Kiều có nên về Việt Nam Mua nhà hay không Thì đối với tôi Thì tôi tôi không thích mua nhà Việt Nam à thà là tôi về mở tôi đi mướn nhà mướn khách sạn tôi ở năm tôi mất mấy ngàn thôi chứ không tôi không có chôn vốn năm 700 trăm ngàn ở Việt Nam gì ừ. tại vì à, thứ nhất là mình không có đứng tên được rồi mình có chuyện gì thì à, mất trắng hết à, con cái của mình không có được hưởng à, người thân của mình không có được hưởng cho nên là thôi ăn chắc mặt bền mua nhà ở bên đây à, thứ nhất là cho mướn có dòng đồng vô đồng ra thứ hai nữa cái lấy số tiền đó mình đi đầu tư cái này cái kia cái nọ nó tôi thấy nó chắc hơn. <laughs> ok, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau nha. Xin chào.